Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Cuộc sống viên mãn của danh ca Hương Lan, bên chồng thứ hai. Hương Lan sinh năm 1956, tên thật là Trần Thị Ngọc Ánh. Bà ghi dấu ấn dòng nhạc vàng, nhạc cổ truyền và cải lương. Một số ca khúc nổi tiếng của danh ca Hương Lan như Em đi trên cỏ non, Điệu buồn phương Nam, Chiếc áo bà ba. Những năm thập niên 1980 từng được miễn danh là thập niên của Hương Lan. Khi bà liên tục thành công trên cả hai lĩnh vực tân nhạc lẫn cổ nhạc. Ngoài ra, Tuấn Vũ Hương Lan cũng được xem là cặp song ca lừng danh trong thị trường âm nhạc hải ngoại cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990. Đầu thập niên 1986, trong tiệc sinh nhật của ca sĩ Phương Trinh, Hương Lan đã gặp ông Đặng Quốc Toán, một kỹ sư cơ khí hàng không, khi hai người nảy sinh tình cảm và chính thức đi bến hôn nhân năm 1988. Sau đổ vỡ của hôn nhân đầu, danh ca Hương Lan đã tìm thấy hạnh phúc bên người chồng kỹ sư. Bà từng tiết lộ với truyền thông rằng mình đã hài lòng ông xã vì tính cách khoan dung hài hước, yêu thương gia đình hơn 30 năm chung sống. Đến nay, vợ chồng danh ca Hương Lan vẫn chưa được lửa hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Năm 2020, Hương Lan và chồng đã tổ chức cưới ý nghĩa tại nhà thờ nhân dịp vì Việt Nam. Năm 2020, Hương Lan và chồng đã tổ chức đám cưới ý nghĩa tại nhà thờ nhân dịp vì Việt Nam. Hương Lan tiết lộ khu vườn nhà do chính tay ông xã thiết kế. Ông trồng nhiều loại cây, cây ăn trái, rau xanh, ngoài ra còn nuôi chim, nuôi gà. Tiết lộ vì ông xã, Hương Lan cho biết ông rất đảm đang, chăm lo mọi công việc chăn nuôi, chăm sóc vườn tược. Trong khu vườn, nữ ca sĩ cùng chồng thích trồng nhiều loài cây đặc trưng như cây quê hương như bưởi, thanh long. Hương Lan khẳng định tổ ấm của mình nhỏ bé nhưng ấm cúng và rất Việt Nam. Hương Lan cùng ông xã hiện có căn nhà rộng 1.000m² tại bang California, Mỹ. Khi không đi diễn, bà thành thời gian chăm sóc khu vườn rộng 500m² với loài cây rau. Bên cạnh khu vườn đầy trái cây, ông xã của Hương Lan còn xây cho bà một nhà kho để cất trữ đồ. Bên cạnh đó là loạt vali và nữ danh ca từng dùng đi diễn trong nước ngoài. Đồng thời, những băng đĩa từng phát hành của Hương Lan cùng lưu trữ, cẩn thận làm kỷ niệm. Ở tuổi 65, Hương Lan cùng vẫn xuất hiện thường xuyên với cả khán giả yêu tiếng hát của mình. Hương Lan cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi diễn hồi ngộ bạn bè, nghệ sĩ trên trang cá nhân. Qua năm tháng, Hương Lan vẫn đông đảo người hâm mộ, trầm trồ bởi vẻ đầm thắm, mặn mà giọng hát ngọt ngào tình cảm. Hương Lan vừa đón tuổi 65, vui vầy bên gia đình bạn bè tại tiểu bang California vào tối 9 tháng 5 giờ địa phương trong buổi tiệc nữ danh ca, thối nén mừng sinh nhật và hào hứng với các tiết mục văn nghệ đồng nghiệp hát tặng. Hương Lan chia sẻ buổi tiệc diễn ra nhỏ gọn ấm cúng tại nhà hàng gần nhà. Chỉ càng hạnh phúc khi sinh nhật năm nay trùng với ngày của mẹ. Chị cũng hào hứng khoe Phương Mỹ Chi tặng chị món quà là chiếc áo dài thiêu cưới từ Việt Nam sang. Trong hơn một năm qua, Hương Lan và chồng hạn chế ra ngoài vì dịch bệnh. Mỗi sáng vợ chồng thức dậy tập thể dục, sau đó cùng tưới cây rồi dọn dẹp nhà cửa. Chị cùng nhận nhiều chăm sóc cháu nội khi các con bận công tác. Là một tên tuổi nổi tiếng của dòng nhạc trữ tình, Hương Lan luôn ngưỡng mộ bởi sự nghiệp. Hương Lan luôn được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp và lối sống bình dị. Tại Mỹ, dành thời gian trong vườn, nhớ đi gợi nhớ những khí quê hương. Tuy thích cuộc sống đơn giản và bình an, như vậy mỗi căn nhà nhỏ có vườn rau, nấu những món ăn vịt, Việt. Ở độ tuổi đang xế chiều, Hương Lan nói không tiếc nuối điều gì. Chị và chồng bên nhau 30 năm nhưng vẫn dành cho nhau sự quan tâm, chia sẻ những ngày đầu. Ở tuổi xế chiều, Hương Lan nói không tiếc nuối điều gì. Chị và chồng bên nhau 30 năm nhưng vẫn dành cho nhau sự quan tâm, chia sẻ những ngày đầu.
Giờ đây con cái đã trưởng thành, chỉ thường xuyên tham gia văn nghệ. Các chuyến lưu diễn làm từ thiện cùng chỉ là luôn có ông xã đồng hành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.